Dạ vâng, chị Kỳ Hương và quý vị ở Nam Bộ thì cần lưu ý một chút vào khoảng giữa trưa nay đấy ạ. À. Nhất là quý vị khán giả nào đang ở khu vực miền Đông Nam Bộ, bởi vì dự báo ở đây sẽ có nhiều điểm nhiệt cao. Có thể kể đến như là tại thành phố Biên Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Dầu Một, tại Tây Ninh, huyện Đông Phú hay là tại Long Khánh thì đều dao động trong mức từ 35 cho đến 36 độ. Để đảm bảo sức khỏe thì quý vị nên hạn chế ở ngoài trời khoảng từ 1 đến 2 tiếng vào lúc giữa trưa. Với các điểm đến ở miền Tây thì nhiệt độ có phần dịu hơn, tuy nhiên vẫn sẽ cảm thấy nóng nhẹ vài tiếng vào buổi trưa. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố Cần Thơ và một loạt các điểm khác ở miền Tây Nam Bộ cũng sẽ dao động trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Khi vui chơi ở ngoài trời trong thời tiết này thì quý vị nhớ là uống đủ nước và dùng các biện pháp chống nắng để có thể bảo vệ sức khỏe một cách tốt nhất. Trong những ngày cuối tuần này, nếu như quý vị chưa biết đi đâu thì con đường kèn hồng tại tỉnh Sóc Trăng sẽ là một gợi ý hay dành cho quý vị khán giả. Đoạn đường này thì nằm ở trên đường Hùng Vương với hơn 160 cây kèn hồng đang nở hoa rực rỡ nhuộm thắm cả con đường, trông rất đẹp mắt. Mỗi dịp hoa khoe sắc như thế này thì đường hoa kèn hồng không chỉ thu hút nhiều người dân tại Sóc Trăng mà các bạn trẻ ở Hậu Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ cũng tìm đến đây để chiêm ngưỡng và chụp được những bức ảnh đẹp. Chuyển sang thời tiết tại đảo Phú Quốc ngày hôm nay thì thời tiết vẫn sẽ rất đẹp trời không có mưa, chỉ có nắng cùng với những cơn gió mát từ biển thổi vào giúp cho bầu không khí lúc nào cũng dễ chịu. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 32 độ, còn đến tối và đêm thì trời còn mát hơn nữa với nhiệt độ là 26 độ. Thời tiết ở các vùng biển phía Nam thì cũng đang khá tốt. Tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang thì trời chủ đạo là nắng, gió ở cấp 3 đến cấp 5, tầm nhìn xa thoáng đẳng trên 10 km và độ cao sóng không quá 2 mét.